văn khấn quan đệ tam, còn lạy chín phương trời, lạy mười phương chư Phật mười phương, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, còn lạy chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, hộ pháp chư Thiên Thiện Thần Bồ Tát, còn lạy tam vị Đức Vua Cha, Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế Thích Đề Hoàng Nhân Thanh Đế Ngọc Đệ Hạ, còn lạy Hiệu Thiên Chí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ, còn lạy Đức Vua Cha Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương, còn lạy Tam Tòa Thánh Mẫu, còn lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Phạm Linh, còn lạy Hội Đồng Trần Triều Hiển Thánh, còn lạy Ngũ Vị Vương Quan, Tôn Quan Đệ Nhất Thượng Thiên, Tôn Quan Đệ Nhị Giám Sát, Tôn Quan Đệ Tam Thoải Phủ tại Đền Thiêng nơi đây, Tôn Quan Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh, còn lạy Tôn Quan Điều Thất, còn lạy Hội Đồng Chúa Tiên, còn cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà, kính thành lạy Chầu Bản Đền, con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, con lạy Tứ Phủ Thánh Cô, con lạy Cô Bé Anh Linh trong bản đền, con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu, con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên ngàn dưới thoải, con lạy Cậu Bé bản đền Anh Linh, con lạy Hội Đồng Quan Ngũ Sinh, Đô Quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Vũ Hổ Thần Tướng, con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu, các quan thủ đền thủ điện, chư vị Thành Hoàng Bản Thổ, chư vị Thần Thổ Cư đồng ngự giải đất này. Đệ tử con tên là Tuổi, Ngụ Tải, Kim Niên, Kim Nguyệt, Cát Nhật, Lương Thời, hôm nay ngày tháng năm, nhân vì khánh hạ tiệc thoải phủ, tiệc mẫu thoải, tiệc quan lớn tam phủ, cũng nhân vì tiệc thánh cô bơ anh linh, đệ tử con nhất tâm một lòng tầm một đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ trí thành, đêm tưởng ngày mong tu thiết hương hoa đăng trà quả thực, mang miệng về tâu, mang đầu về bái, trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thủy phủ, cùng đồng gia quyến đẳng con cung phụng cửa đình thần tam tứ phủ. Ở tại Linh Từ, mong trên cha độ dưới mẫu thương, đèn trời đúc biển, quan lớn soi đường dẫn lối, phù hộ độ chỉ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, vuốt ve che chở cho gia chung chúng con tứ thời bát kiếp tai qua nạn khỏi, đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang thái, cầu danh, cầu phúc, đắc tài sai lộc, giải tấm lòng thành cứu xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám, con cung thỉnh công đồng tiên tổ dòng họ nguyên quán, tổ cô mãnh tướng, cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo hầu Phật Thánh của đình thần tam tứ phủ, trên tấu tòa vàng thượng thiên, dưới tấu thủy cung địa phủ, cửa mẫu, cửa quan, cửa cô, các cung các tòa cho con cháu một lòng tòng một đạo, sở cầu tất ứng sở nguyện được tòng tâm, nay khánh tiệc chúng con cung chúc thánh thọ anh minh, thánh cung vạn tuế. A Di Đà Phật.